Lý Kỳ ơi, Lý nhanh lên đây. Trời ơi, con su của ta sao ngươi la nó như vậy? Đợi chú bên nước ngoài đó nghe chưa? Mắc tiền lắm đó. Lý ơi, chú muốn chữ Lý, Lý. Từ từ thôi, kêu nó từ từ. Kêu bạn su á, nó mới đi được. Bạn su ơi, Lý, bạn su ơi. Trời ơi, tao đang mài dây gái này, né ta ra. Tao chủ ta. Người hầu đâu, đuổi đi đi, nhanh lên. Trời ơi, dơ hết cái váy của ta rồi nè. Trời, cái váy đẹp của ta dơ hết rồi. Bây giờ dẫn ta ra chợ hả, mua đồ ăn nha. Đói bụng rồi, đi ăn sáng đi. Mời công chúa rồi. Lấy cho ta nít cam đi. Dạ. Mà con chú ăn cái gì vậy? Để con kêu luôn. Kêu chủ quán ra đây đi. Chủ quán đâu rồi? Chủ quán đâu? Con chú ăn gì? Lấy cho ta hả? Ở đây có bán cái gì vậy chủ quán? Đầy đủ. Bán đầy đủ là gì? Rồi lấy cho ta xúc xích đi. Su con, su con ăn cái gì đây? Su con ăn gì đây? Lấy cho su một cái trứng đi. Không, không, chủ quán không. Lấy cho su một cái trứng chiên. Nhắn lên làm sao đâu quá vậy? Lên bàn ta ngồi. Ngồi dưới đất ta, ta thấp quá à. Ừ, ta lên bàn đi. Đó, ờ đúng rồi, cho ta lên bàn ta ngồi. Ta gỡ đồ chơi. Cho ta ăn hạt dẻ đi. Hạt dẻ công chúa. Ừ, hạt dẻ. Rồi gỡ hạt dẻ ra cho ta coi bên trong có cái gì nha. Được chưa? Trời ơi, người hầu này ngươi làm ăn chậm chạp quá. Ta sẽ trừ lương đó. Công chúa ơi. Wow, trời ơi, bên trong có gì vậy? Đâu? Đưa cho ta xem thử. Trời đúng rồi, trời một chú chó, ta thích chú chó nè, dễ thương quá à. Đâu, 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 đưa ta xem. Trời ơi, một chú chó dễ thương quá. Trời ơi, rồi, rồi.
em về đi một hồi cho chơi với bạn Su nhà đó. Su là cho chơi với bạn Su đi, để dưới đó cho chơi chung với bạn Su đi. Rồi còn gì nữa không? Đâu đâu đâu, bộ sưu tập gì đâu. Wow, à cái này một hồi về nhà ta trang trí vô cái giỏ sách của ta. Rồi gói lại đem về đi nha. Rồi bây giờ hết rồi hả? Còn gì không? À đâu, gỡ ra xem thử đi. Đây công chúa ơi, kẻ sương mơ công chúa có rồi nè. Đâu rồi, sương mơ cho ta đi. Màu son đẹp không? Màu son đẹp không? Đẹp mà hồng luôn. Wow, một hồi về nhà coi gương mới được. Thơm quá, kẹo sương môi này thơm quá à. Kẹo mà. Rồi. Kẹo móng tay không? Đâu, kẹo móng tay hả? Rồi, gửi cho ta xem thử đi. Công chúa, đẹp không công chúa? Đâu, 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 ta xem thử coi. Wow, đẹp quá à. Công chúa ăn gì đấy? Thôi, cái này một hồi đem về nhà ăn đi. Thôi mà cho ta nếm thử màu xanh lá cây đi, coi ngon không? Wow, có mùi chanh luôn. Màu xanh nước biển là mùi gì đây? À, màu xanh nước biển này là mùi mùi Việt Quốc hả? À, màu vô, mùi dâu đi, tăng mùi dâu. À, ngon quá. À, có hương cam nè, công chúa ơi không? Ừ, cho tăng thử hương cam luôn đi. Ngon quá. Vậy công chúa, dẹp thì dạ, công chúa. Ừ, dẹp kẹo vô đi. Ờ, gỡ xi lam ra thử đi. Ủa con Su sao mà nó la dữ vậy? Con Su nó bị gì vậy? Con chó ghẻ quá vậy. Chắc ra ngay là nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi, chó của ông chủ hả? Trời ơi, chó của ông chủ thấy ghê quá à. Chắc ra đi, chắc ra đi. Người hầu đâu, tính tiền đi, tính tiền đi về. Trời ơi, nghĩ sao con Su đen thui như vậy mà cho ở gần với con Su màu hồng đẹp của ta. Rồi người hầu đâu, đi về lẹ lên đi. Ừ. Đi về nhà tắm rửa cho bạn Su liền đi. Trời ơi, không biết có bệnh gì không nữa. Người hầu đâu. Trời ơi, kêu tắm cho bạn Su nãy giờ xong chưa? Rồi cho bạn Su vô nhà ngủ đi. Tắm sạch chưa đó? Rồi cho vô nhà ngủ đi. Rồi ra canh cổng đàng hoàng đi, dọn dẹp đâu để ta đi ngủ luôn đi. Bạn Su ăn giùm cái đi. Dạ. Chuyện gì, chuyện gì? Hả? Trời ơi, con Su ta đâu rồi? Trời ơi, ai vô cấp rồi? Trời ơi, tên hầu này, trời ơi. Ta kêu Ngư canh chừng cửa, canh chừng bạn Su. Bây giờ bạn Su ra mất tiêu rồi. Trời ơi, đi kiếm ai về cho ta, nhanh lên. Không phải là ta hả? Ta báo công an bắt người đó, nhanh lên. Trời ơi, đi kiếm nhanh lên cho ta, nhanh lên. Trong đó có không? Trời ơi, bằng Su của ta đâu rồi? Kiểu này là hả? Ta sẽ bắt nhốt người lại luôn.
Ngư đừng có khóc nữa. Bạn Xu của ta mà hả kiếm không ra là hả ta sẽ bắt nhốt Ngư lại đó. Rồi đi vô trong đó kiếm thử coi có không. Rồi đi chỗ khác kiếm nhanh lên, lẹ lên. Ừ. Con chó búp bê mê trai